Tam công chúa là tai họa trời giáng. Lão phu ngày hôm nay phải trừ hại cho dân, bảo vệ mọi người bình an. Tam công chúa đã tự thừa nhận mình là tai họa rồi, vô cùng hổ thẹn với mọi người. Hôm nay chính người đã đề ra chuyện tế trời, Tam công chúa sao có thể là tai họa được chứ? Không biết. Nhớ rằng trước kia từng nói, nhưng mà đó không phải là hiểu lầm sao? Tam công chúa trước giờ vẫn sống, cũng đâu có mang đến tai nạn gì cho chúng ta đâu. Đừng chạy, đứng lại, bao vây hắn. Đừng chạy. Sao thế? Hoàng sư phụ không thấy Thiện Nhi. Đi. Đã đến giờ, đưa Tam công chúa lên đường rồi. Dừng tay. Ngô tặc, to gan, thả Tam công chúa ra. Tổng đà, Tam công chúa là tai họa trời giáng xuống, nếu lão phù tha cho nàng, sẽ mang đến kiếp nạn cho bách tính. Hơn nữa, tất cả đều là ý nguyện của nàng, lão phu chỉ là thành toàn cho nàng thôi. Tam công chúa vì chúng sinh thiên hạ, tránh khỏi cái khổ của chiến tranh mới ra quyết định hy sinh như vậy. Nàng làm như vậy là hy vọng ông buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. Nhưng Ngô quý ông tâm như rắn rết, là vì lợi ích cá nhân mưu quyền đoạt vị, khiến quốc gia rơi vào chiến tranh. Ông mới là tai họa của Thiện Nhi. Ông lợi dụng sự lương thiện của Tam công chúa. Các vị hương thân, không thể để Tam công chúa chết như vậy được. Chúng ta phải cứu Tam công chúa. Cứu Tam công chúa. Phải, cứu Tam công chúa. Không thể để cho Tam công chúa chết vì chúng ta được. Phải. Các vị hương thân, Ngô thừa tướng đã đồng ý với Thiện Nhi. Chỉ cần Thiện Nhi chịu tế trời thì sẽ ngừng chiến tranh. Thiện Nhi cảm ơn sự yêu thương của mọi người, nhưng Thiện Nhi không thể để có người chết vì Thiện Nhi nữa. Hôm nay kết thúc ở đây đi. Tam công chúa. Không được, Tam công chúa. Châm lửa. Thiện Nhi, bà to gan như thế chứ. Mau đi ra. Dừng. Huynh là ai? Là huynh. Tại sao huynh lại cứu Thiện Nhi? Tam công chúa, người tỉnh rồi. Người yên tâm là được. Người chỉ bị hoảng sợ một chút thôi.
Ngô Khánh, rốt cuộc là Quỳnh muốn làm gì đây? Là Ngô Khánh không tốt. Ngô Khánh không thể nhìn Tam công chúa tan biến trước mắt được. Quỳnh rốt cuộc muốn làm gì chứ? Tam công chúa, từ lần đầu tiên Ngô Khánh nhìn thấy người thì đã bị người thu hút rồi. Lúc đó chỉ là mê đắm nhan sắc của Tam công chúa. Nhưng mà Ngô Khánh nói những thứ này làm gì? Tam công chúa, người nghe Ngô Khánh nói đi. Thật ra trước mặt nữ nhân ta vẫn luôn tự tin. Ta cũng từng hỏi lòng mình, rốt cuộc là nữ nhân như thế nào mới có thể xứng với ta? Tất cả nữ nhân nhìn thấy ta đều ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có người, ta vừa gặp người, hình như ta đã không còn là ta nữa rồi. Ta sở dĩ trở thành bộ dạng của bây giờ đều là vì người hết. Ta chỉ muốn làm một Ngô Khánh thích Diệu Thiện. Ngô Khánh, Quynh tưởng là Quynh nói mấy thứ này Thiện Nhi sẽ tin hay sao? Quynh vô số lần dồn Thiện Nhi vào con đường chết, bây giờ lại nói ngon nói ngọt. Rốt cuộc Quynh muốn làm gì đây? Tam công chúa, người sai rồi. Người còn nhớ hôm chùa Bạch Tước bị thiêu cháy, có người hẹn người xuống núi không? Lẽ nào hôm đó người cứu ta là Quynh? Đúng, chính là tại hạ đây. Tại sao Quynh phải cứu Thiện Nhi? Tam công chúa, người nhất định muốn ta nói hết hay sao? Được thôi. Tam công chúa, Thiện Nhi, người là nữ nhân duy nhất Ngô Khánh đời này thật lòng yêu. Thiện Nhi một lòng hướng Phật, sớm đã cắt đứt chuyện nam nữ. Ngô Khánh, đừng lãng phí thời gian trên người Thiện Nhi nữa. Tam công chúa, ta hiểu chứ. Ta tuyệt đối không làm khó người đâu. Chẳng qua người nên biết, Ngô Khánh ta nhất định đợi đến ngày người hồi tâm chuyển ý. Quynh cần gì phải khổ như vậy? Nữ nhân trên thế gian này rất nhiều. Tam công chúa, người nghỉ ngơi cho khỏe. Ở đây không có ai phát hiện ra người được đâu. Người cứ yên tâm đi. Chờ lát nữa tiểu trú tử sẽ đến đưa cơm cho người. Cáo từ. Sao rồi, tìm thấy chưa? Kỳ lạ, Thiện Nhi nếu như thoát hiểm rồi nhất định sẽ đến tìm chúng ta chứ. Phải, lẽ nào buổi ấy gặp phải chuyện khác rồi? Đừng có nghĩ lung tung, Thiện Nhi sẽ không có chuyện gì đâu. Đi thôi. Ai? Ai chứ? Ai cướp mất Tam công chúa? Các ngươi đều không biết hay sao? Xin thừa tướng bớt giận. Thật ra cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Nói. Tiểu nhân không dám nói. Nói mau. Cầm đầu cướp pháp trường nhìn có vẻ giống như người của công tử. Ngươi nói rõ cho ta biết. Ngươi nói lại lần nữa đi. Cái gì? Tiểu nhân chỉ là nói giống. Giống ai? Tên cầm đầu hình như là thị vệ trong cung Từ Chính. Từ Chính. Tiểu nhân chỉ là nói giống. Đi.
Gọi Ngô Khánh đến đây cho ta. Dân. Các ngươi nhìn kỹ hay chưa? Tiểu nhân chỉ là nói giống thôi. Lão gia, thiếu gia không có trong phòng mà. Tiểu trú tử đâu? Bẩm lão gia, tiểu trú tử cũng không có. Nghe nói sáng sớm ra ngoài cùng thiếu gia rồi. Các người lui xuống đi. Dân. Súc sinh. Trộm nhà. Tiểu trú tử, chuyện hôm nay không được để bất kỳ ai biết, đặc biệt là cha của ta. Ngươi nghe rõ hay chưa? Nếu cha ta mà biết, ta chỉ có thể giết ngươi thôi đó. Dân, thiếu gia. Nhưng mà ta công chúa trốn ở nơi này, e rằng lão gia sớm muộn gì cũng phát hiện ra mà thôi. Cũng không giấu được bao lâu nữa đâu. Chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, cha của ta sẽ không đoán ra chỗ này được đâu. Ngươi về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Dân, thiếu gia. Để người phụ nữ như vậy bên cạnh của con, cha cả ngày đều nơm nớp lo sợ, đề phòng ả khắc ta, thì nhất định chỉ có một con đường, ả nhất định phải chết. Cha, cha, đừng vì một người phụ nữ mà để cho hai cha con chúng ta trở mặt thành thù. Đừng, đừng, đừng mà. Các người muốn làm gì ta? Các người muốn làm gì? Lão gia muốn gặp ngươi. Đi, đây là phòng của thiếu gia mà. Đừng có nhiều lời, vào đi rồi biết. Lão gia mang tiểu trú tử đến rồi. Để hắn vào đi. Lão gia,
Tam công chúa đang ở đâu? Dạ bẩm lão gia, tiểu nhân không biết gì hết. To gan, ta thấy ngươi không muốn sống nữa hay sao đó? Dám nói dối với lão phu hay sao? Lão gia, tiểu nhân thật sự không biết. Người đâu? Kéo hắn ta xuống đi, giết cho chó ăn. Lão gia, lão gia tha mạng. Lão gia, lão gia, ngài, tiểu nhân nói là được rồi. Tiểu trú tử, ngươi dám nói ra hay sao? Ngô Khánh, cái nhà này là cha làm chủ, không đến lượt con nói chuyện. Tiểu trú tử, nói. Lão gia, thiếu gia, hai người đừng có làm khó cho tiểu nhân nữa mà. Ngươi chỉ cần nói ra thì lão phu đảm bảo không có ai dám động vào ngươi đâu. Nhà cũ, được. Ngô Khánh, vậy mà con dám giấu anh ta ở nhà cũ? Nhà cũ của Ngô Quý ở đâu? Trước kia lúc ta đi tuần thành, nghe thủ hạ nhắc đến, chuyện không thể chậm trễ được, phải mau chóng gặp Tam công chúa trước Ngô Quý. Đi, đưa công tử đến nhà cũ để nó chết cái tâm này đi. Thiếu gia.